chấn động. Sự thật về cuộc đời tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, trong 5 năm tới, từ năm 64 đến 68 tuổi, nên tránh ba điều này: được trời Phật ban cho lộc lớn, giàu có bất ngờ, tiền vàng ngập két, sống thọ cả đời. Có phước làm chủ thế gian, kém phước đành phải gian nan cuộc đời, nghiệp lành quả thiện ta khơi, tạo nhiều công đức ngàn đời ấm no. Tân Sửu thuận theo ý trời, bốn mùa sung túc êm đềm quanh năm, cửu long bao bọc cuộc đời, phúc lộc tràn trề như là biển khơi. Quý vị thân mến, vận mệnh và tương lai của một con người luôn là chủ đề bí ẩn, không chỉ các nhà tử vi học nghiên cứu và tìm hiểu, mà mỗi chúng ta ai cũng mong muốn được biết vận trình cuộc đời của mình sẽ hung cát ra sao, về già giàu có sung sướng hay là nghèo khổ. Rất may là mới đây nhất các nhà tử vi học đã miệt mài nghiên cứu và luận giải chi tiết về tử vi tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, lộ đổ chi ngưu, giai đoạn từ năm 64 đến 68 tuổi. Các bậc thầy tử vi có chỉ rõ con giáp này tuổi trẻ có cuộc sống nhiều đau buồn, cuộc đời có nhiều rủi hơn may, nhưng sóng gió hoạn nạn ập đến bất ngờ cũng chỉ là để thử thách tấm lòng của con giáp này mà thôi. Nếu như vượt qua được thì nắm lấy nhiều thắng lợi lớn lao vào thời kỳ hậu vận. Khi đã trải qua chặng đường gian nan nhất thì cuộc sống của Tân Sửu mới thuận lợi hơn và nhận được nhiều phước lành. Đặc biệt trong 5 năm tới, vận tài lộc của tuổi Tân Sửu rất hanh thông, mưa thuận gió hòa, làm gì cũng dễ thành công, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, tiền bạc dồi dào chất đầy két. Con giáp này càng lớn tuổi sẽ càng giàu có, những năm tháng hậu vận được tận hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn sống hạnh phúc bên gia đình. Vậy, cụ thể vận trình tử vi của người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 sẽ diễn biến như thế nào? Giai đoạn từ 64 đến 68 tuổi sẽ xảy ra bước ngoặt nào? Tân Sửu cần chuẩn bị những gì và tránh xa ba việc nào để đón phúc an nhàn, tiền vàng ngập két, sống sung sướng đến cuối đời? Tất cả sẽ được hé lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay nhé. Quý vị thân mến, con người Tân Sửu khi đến tuổi trung niên là tiến vào một giai đoạn mới. Đến tuổi trung niên, con người Tân Sửu đã trải qua rất nhiều thăng trầm, gặp qua rất nhiều kiểu người và rất nhiều sự tình. Đến tuổi này, Tân Sửu đã biết có một số việc cần coi nhẹ, buông bỏ, có một số việc nhất định phải nắm giữ. Trải qua bao sương gió, trong 5 năm tới, Tân Sửu hiểu được rằng trong cuộc sống có một số sự tình bản thân cần phải buông tâm đi. Tâm lượng của trái tim mỗi người đều là có chỗ giới hạn, không thể mãi canh cánh trong lòng, cần phải buông, cần phải cởi trói trái tim mình. Những hư vinh, tranh danh đoạt lợi, những oán hận trong lòng chỉ khiến Tân Sửu sống mệt mỏi, sao còn không buông bỏ mà mãi ôm giữ, đúng không Tân Sửu? Sau tuổi trung niên, hơn ai hết Tân Sửu hiểu mình cần phải buông gánh nặng, chạy về phía mới của sinh mệnh, buông quá khứ, mở ra một cuộc sống mới. Hiểu được buông ấy chính là trí tuệ của Tân Sửu. Đời người Tân Sửu không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, bất kể Tân Sửu là ai, dù cho thành công đến mấy cũng sẽ có lúc phải đối mặt với những khó khăn, thất bại và phiền não xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Khi đối mặt với thất bại, Tân Sửu vẫn có thể giữ được tinh thần lạc quan, tự tin và rộng mở, thì người ấy sẽ có thể chuyển bình thường thành giàu có, khó khăn thành thoải mái, và thậm chí có thể chuyển sự đau khổ trở thành những trải nghiệm tốt đẹp và quý giá cho bản thân. Lạc quan vui vẻ là một loại tài sản vô hình mà Tân Sửu có được. Trên đường đời đầy khổ ải chông gai này, Tân Sửu có được loại tâm thái tốt đẹp này cũng là điều khó khăn, đặc biệt là giữ được một loại tâm thái lạc quan trong nghịch cảnh. Một người có thể giảm bớt u sầu, sẵn sàng làm việc, bình thản nhiều hơn một chút, ôn hòa nhiều hơn một chút, thì cuộc sống của người ắt sẽ có ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Trong 5 năm tới, Tân Sửu thường thiên về cuộc sống nội tâm, đã hiểu thấu nhiều điều trong đời, cho nên Tân Sửu chỉ có mỉm cười trong thời điểm này chính là điều tốt nhất. Định nghĩa về thành công có rất nhiều phương diện, hầu hết mọi người đều định nghĩa đó là thành công trong công việc và sự nghiệp. Tuy nhiên, của cải và quyền lực có nhiều đến mấy cũng không thể mua được hạnh phúc thực sự. Ngoài tuổi 60, có nhiều Tân Sửu vì áp lực thành công và danh vọng mà thường nhún nhường để được mọi người yêu mến, không dám thay đổi công việc, sợ thất nghiệp, không thể phản đối ý kiến cấp trên. Đây là chuyện thường thấy ở những người lớn. Ngoài kỹ năng ăn nói khôn khéo, bản mệnh cũng phải biết dùng vài kỹ xảo nhỏ để giành được sự yêu thích của nhiều người, đặc biệt là trong một xã hội mà ở đâu cũng cần có mối quan hệ như ngày nay. Tuy nhiên, Tân Sửu khi đã bước qua tuổi trung niên, bản mệnh biết loại bỏ lối suy nghĩ tìm cách lấy lòng tất cả mọi người. Dù đôi khi việc phải nói lời từ chối không hề dễ dàng, nhưng cuộc đời là của mình, mệnh chủ không có thời gian dư thừa để cố gắng đi lấy lòng tất cả mọi người. Làm vậy, người chịu thiệt thòi nhiều nhất chính là Tân Sửu. Người xưa từng nói, trong khoảng thời gian mấy chục năm ngắn ngủi, điều quan trọng nhất là làm hài lòng bản thân, chứ không phải làm hài lòng người khác. Tất cả Tân Sửu từng trải đều hiểu được ý tứ được gửi gắm trong quan điểm này. Nếu không muốn đánh mất bất cứ mối quan hệ nào mà buộc phải chiều lòng người khác, Tân Sửu có thể sẽ tự đánh mất chính mình. Trong cuộc sống có những người lợi dụng Tân Sửu,
coi thường Tân Sửu, không trân trọng Tân Sửu là điều hoàn toàn bình thường. Để loại bỏ những ưu phiền, thay vì trách móc bản thân, hãy mạnh dạn từ chối những người này. Khi đó Tân Sửu sẽ nhận ra cuộc sống chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Quả thực hà cớ gì phải làm khổ mình như vậy, khi bản mệnh đã đặt chân lên con dốc bên kia của cuộc đời. Ai đó đã nói rằng, cuộc đời hôn tôi bằng nỗi đau, nhưng tôi đáp lại bằng bài hát, lòng thù hận, căm phẫn ngăn cản Tân Sửu hưởng thụ những niềm vui vốn có trong cuộc sống. Khi lòng oán hận tích tụ lâu dài, vì nó có thể biến thành nỗi ưu phiền và bất an, hủy hoại sức khỏe thể chất và tinh thần. Đến khi ấy, không ai khác ngoài Tân Sửu là người phải chịu tổn thất và thiệt thòi nhiều nhất. Bởi vậy, bản mệnh hãy biết khoan dung với đời, với người và với chính mình. Cùng nhìn lại diễn tiến cuộc đời Tân Sửu sinh năm 1961 qua các năm. Từ 20 đến 25 tuổi, năm 20 tuổi, năm phát triển về công danh, ta lộc yếu kém, tình cảm dồi dào. 21 tuổi, năm này khá tốt đẹp về phần tài lộc. Và cuộc đời, 22 tuổi, kỵ các tháng 3, 4 và 6 âm lịch, các tháng này không nên đi xa. Ngoài ra những tháng khác tốt đẹp, 23 tuổi, năm này quá xấu, không nên làm những chuyện lớn. 24 tuổi, tạm được, làm ăn có đôi phần kết quả, nhưng về tình cảm thì khó khăn. 25 tuổi, được tốt đẹp, năm này đi xa làm ăn thắng lợi. Từ 26 đến 30 tuổi, 26 tuổi, nhiều hy vọng thành công về công danh, tài lộc cũng như tình cảm. 27 tuổi, năm này khá tốt, có thể vượng phát vấn đề tiền bạc, đi xa vào những tháng 4 và 6 có hại cho bản thân. 28 và 29, hai năm này tạo tốt đẹp, nhưng rất nhiều tháng xấu. 28 tuổi, xấu vào những tháng 4, 7 và 11. 29 tuổi, xấu vào những tháng 1, 7 và 12. 30 tuổi, có thể lên cao về danh vọng, sự nghiệp và cuộc đời. Từ 31 đến 35 tuổi, 31 tuổi, có nhiều hay đẹp về việc gia đình cũng như ngoài xã hội. 32 và 33 tuổi, hai năm này tạo yên tĩnh công việc làm ăn bình thường. 34 tuổi, khá tốt đẹp, công danh và tài lộc lên cao. 35 tuổi, năm này có bệnh hay gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Từ 36 đến 40 tuổi, 36 tuổi, khá tốt, sức khỏe tốt, cuộc đời có nhiều may mắn. 37 và 38 tuổi, hy vọng sẽ thành công hoàn toàn trong cuộc sống. 39 tuổi, không được tốt hoàn toàn, năm đều xấu, nên cẩn thận vào tháng 3 và 6 có tai nạn hoặc hao tài tốn của. 40 tuổi, ảnh hưởng của năm 39 còn nên lo toan việc gia đình, làm ăn lớn sẽ thất bại to. Từ 41 đến 45 tuổi, 41 tuổi, năm này phát triển làm ăn xây dựng sự nghiệp rất tốt đẹp. 42 tuổi, thành công đôi chút về vấn đề tình cảm gia đình. 43 tuổi, năm này nên đi xa, hay hợp tác giao dịch tiền bạc, sẽ gặp nhiều việc may. 44 tuổi, năm này trung bình không có gì quan trọng xảy ra. 45 tuổi, năm này có thể làm ăn hay hỗn hợp làm ăn khá tốt. Từ 46 đến 50 tuổi, 46 tuổi, được phần thắng lợi về tài lộc, cũng như về tình cảm, cuộc sống hay đẹp về công danh và sự nghiệp. 47 và 48 tuổi, hai năm có hai tháng kỵ, có bệnh trầm trọng, hay hao tài tốn của đó là tháng 1 của 47 tuổi và tháng 10 của 48 tuổi. Ngoài ra những tháng khác trung bình, 49 và 50 tuổi, hai năm này vượng phát mạnh, tiền bạc thêm dồi dào và nhiều tốt đẹp. Từ 51 đến 55 tuổi, 51 tuổi, nhiều tốt đẹp, 52 tuổi, cẩn thận giữ gìn sức khỏe, 53 tuổi, trung bình, 54 và 55 tuổi, khá tốt trong gia đình, con cái có phần phát triển về danh vọng. Từ 56 đến 60 tuổi, tạm tốt đẹp về gia đình, sức khỏe có phần yếu kém. Từ 60 đến 63 tuổi, khoảng thời gian này nên cẩn thận về tài lộc, lẫn tình cảm, sức khỏe có suy yếu, những năm này rất kỵ việc đi xa. Dự báo tương lai của Tân Sửu từ năm 64 đến 68 tuổi, Tân Sửu cũng là người có định hướng tương đối rõ ràng, cụ thể đã xác định được mục tiêu sẽ lên kế hoạch chi tiết. Trong 5 năm tới, Tân Sửu sẽ nói lời chào tạm biệt với một cuộc sống bình dị, đơn giản và bình thường như trước đây. Chờ đợi Tân Sửu chính là một cuộc sống tích cực, an nhàn tận hưởng mọi phước lành trời ban, có được cuộc sống viên mãn vạn người ao ước. Giai đoạn hậu vận này, may mắn và thịnh vượng sẽ đến với Tân Sửu. Vận trình công việc của Tân Sửu làm kinh doanh, buôn bán tự do sẽ ngày càng phát đạt và ổn định lâu dài, nhiều khi thuận lợi đến mức khiến bản thân bản mệnh cũng cảm thấy bất ngờ. Trong 5 năm tới, cũng là lúc Tân Sửu có được những thắng lợi, thành quả từ kinh doanh, đầu tư, đồng thời có thể thay đổi cuộc sống, thay đổi thu nhập, quý nhân dẫn đường chỉ lối giúp bản mệnh có được tài lộc, công danh đều rực rỡ và tỏa sáng. Theo vận số cuộc đời, Tân Sửu sẽ có khoản tiền dư giả khi về già, nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Thu nhập của Tân Sửu không phải chỉ dừng lại ở những đồng lương hưu ít ỏi, mà còn dồi dào từ nhiều nguồn, những khoản đầu tư, buôn bán, những khoản tiền cho vay hay những cuốn sổ tiết kiệm.
những đồng tiền lương Tân Sửu tích cóp được bao năm làm lụng, hứa hẹn sẽ đảm bảo nguồn thu nhập dư giả, an dưỡng tuổi già. Của cải tích lũy được cũng không phải là ít, mà phải nói là vô cùng tốt khiến người khác kinh ngạc. Vì vậy mà cuộc sống của bản mệnh cũng phát triển theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp và hanh thông bất ngờ. Đặc biệt, điều làm nên hậu vận giàu sang ở Tân Sửu còn ở nhân cách của bản mệnh, nhờ việc tu dưỡng, sống tốt bụng, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán. Không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình đi khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Nhờ vậy, những năm tháng hậu vận, người tuổi Tân Sửu nhận về nhiều may mắn tốt đẹp và vô số quả ngọt trời cho, được ơn trên ban phước, thần Phật ưu ái che chở mà hóa giải nguy nan, vượt cơn bạo bệnh, gia đình sung túc đủ đầy, đón thời giàu sang, vinh hiển thịnh vượng một đời. Tuy nhiên, trong 5 năm tới, cuộc sống của Tân Sửu sẽ không chỉ toàn màu hồng, bản mệnh vẫn sẽ gặp không ít phiền phức từ tiểu nhân, rắc rối từ người thân, nhưng sự quyết đoán sáng suốt và thái độ bình tĩnh không nao núng sẽ giúp bản mệnh vượt qua những thử thách ở phía trước, quý nhân chỉ lối dẫn đường, đi đúng hướng với vận trình tương lai tươi sáng của mình. Lá số cuộc đời của Tân Sửu cũng chỉ rõ trong giai đoạn này, bản mệnh khi bước qua 63 tuổi, nhất định phải quan tâm đến những người bạn đời bên cạnh mình hơn, nắm tay người ấy cùng nhau trải qua tuổi già, bởi con chăm cha không bằng bà chăm ông, con cái dù có quan tâm hiếu thảo với bạn thế nào, cũng không thể hàng ngày hàng giờ bên mệnh chủ được, chúng rồi sẽ trưởng thành và có cuộc sống riêng, có những lo toan riêng. Hơn nữa khoảng cách thế hệ, sự khác biệt về lối sống, về quan điểm khiến Tân Sửu không thể tâm sự sẻ chia với con nhiều điều, chỉ có người bạn đời bên cạnh, người đã cùng bản mệnh đi qua những năm tháng tuổi trẻ, đi qua những buồn vui cay đắng trong đời, ấy mới là người sẽ gần gũi với Tân Sửu nhất ở tuổi xế chiều. Trong 5 năm tới, vợ chồng Tân Sửu có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm việc, cùng nhau chia sẻ nỗi buồn niềm vui, cùng nhau già đi. Như vậy thì cuộc sống của bản mệnh còn gì hạnh phúc bằng. Cho nên ở cái tuổi này rồi đừng nên mê mải chăm sóc con cháu mà quên đi một nửa của mình. Chỉ có vợ chồng mới là những người luôn luôn đồng hành cùng Tân Sửu trong cuộc sống hàng ngày và trải qua bao thăng trầm. Thời gian này Tân Sửu hiểu rằng muốn giữ lấy tình cảm của con cái là phải nhân lúc còn sớm phải thấu hiểu con cái nhiều hơn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc phải dồn hết sức lực hay là tiền bạc giúp đỡ con cái, mà bản mệnh nên có sự sẻ chia, hỏi han hay đưa ra cho con lời khuyên trước những quyết định quan trọng trong cuộc đời, sự động viên kịp thời. Sự sẻ chia đúng lúc của Tân Sửu luôn tiếp thêm động lực và là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho con cái, dù cho con có lớn khôn, có trưởng thành như thế nào. Chỉ khi bản mệnh giữ được sợi dây tình cảm, sự gắn kết với con cái, thì cuộc sống tuổi già của Tân Sửu mới thực sự ấm áp, hạnh phúc tràn đầy. Dân gian có câu, chức vụ cao không bằng lương cao, lương cao không bằng tuổi thọ cao không bằng sống vui sống khỏe mỗi ngày. Tuổi càng cao Tân Sửu càng nên duy trì tâm thái vui vẻ. Đây là một trong những yếu tố giúp nâng cao sức khỏe và tuổi thọ của Tân Sửu. Vui một ngày là bản mệnh hạnh phúc một ngày. Cuộc sống mà Tân Sửu cần trong giai đoạn này là vui vẻ. Vui vẻ rồi sẽ có hạnh phúc, bởi hạnh phúc không tự gõ cửa tìm đến với Tân Sửu. Niềm vui cũng vậy, nó không từ trên trời rơi xuống, mà thật ra niềm vui nó ở ngay trong cuộc sống hàng ngày. Tuổi già có gì vui bằng khi có những người bạn già cùng nhau trò chuyện hỏi thăm qua lại thường xuyên đến nhà. Khi gặp khó khăn có người đưa tay ra giúp đỡ đã là rất tốt rồi đúng không cô bác Tân Sửu nhỉ? Đặc biệt, khi đã đến độ tuổi này, cho dù thu nhập của bản mệnh là bao nhiêu, chỉ cần Tân Sửu có một con số tiết kiệm nhất định hàng năm, cuộc sống của bản mệnh cũng đủ mãn nguyện. Sinh mệnh con người là vô cùng yếu ớt. Rất nhiều Tân Sửu khi bước vào tuổi trung niên mới phát hiện ra sức khỏe của bản thân không còn được như trước. Con người khi bị bệnh, mệt mỏi thường sẽ nghĩ lại và hối hận rằng đã không làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Nhưng khi bệnh có chuyển biến tốt, thì Tân Sửu thường lại quên mất đạo lý này. Khi con người còn trẻ và khỏe mạnh, thì không ngừng tính toán danh lợi, buông thả trong rượu và sắc, không để tâm tích chế dục vọng mà khiến ăn không ngon, ngủ không yên, đến tuổi trung niên hay khi cơ thể mắc bệnh, lại rơi vào hối hận. Đây chính là vòng quay mà con người thường mắc phải. Đã hiểu được nỗi khổ ấy, khi an định khỏe mạnh không để tâm được bình thản, giảm bớt ham muốn và sự hưởng lạc của bản thân. Chỉ khi con người bị bệnh tật mới hiểu được rằng không có bệnh là hạnh phúc nhất, cho nên đừng vì ham muốn hưởng lạc vô độ mà hủy hoại thân thể của mình Tân Sửu nhé. Cuộc sống tràn ngập những hỉ nộ ái ố ai lạc, khi thích hợp với loại cảm xúc nào thì đừng cố kìm nén, mà hãy tự nhiên và bình thản mà lên tiếng. Biết lên tiếng đúng cách đối với thể xác và tinh thần là một loại hột rửa, là một lần linh hồn tự do biểu hiện ra. Một nụ cười có thể khiến cho tâm tình Tân Sửu vui sướng, những buồn giận sẽ biến mất. Đó chính là triết lý cười giải ngàn nỗi lo. Trong 5 năm tới, Tân Sửu cần ngộ ra rằng có nhiều thứ đã mất đi rồi thì cũng đừng nên chấp nhất, mà hãy coi như thành phẩm đó không thuộc về mình. Hơn nữa Tân Sửu tin rằng cái gì của mình thì cuối cùng sẽ quay về với mình. Có câu nói rằng, nếu như bạn vì đánh mất mặt trời và mặt trăng mà khóc lóc nỉ non,
thì bạn cũng sẽ đánh mất cả những vì sao. Vậy nên, sau tuổi 63, bản mệnh cần phải biết chấp nhận, có như vậy Tân Sửu mới không để lỡ mất những điều tốt đẹp. Tục ngữ có câu, không làm việc trái lương tâm thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, nhân quả báo ứng là thiên lý, một điểm cũng không sai. Chứng kiến bao sự tình trên đời, Tân Sửu hiểu rõ đạo lý này nên có thể thấy rõ được thiên cơ, cũng có thể trở thành một bậc trí giả thực sự. Tân Sửu lương thiện là người phù hợp với đạo lý này, nên sống an tâm với cuộc đời. Giai đoạn này Tân Sửu đối đãi với tất cả mọi việc đều tận tâm, thì ắt sẽ có thể tiêu diêu tự tại, đi qua nhân sinh mưa gió vài thập niên, trải qua cay đắng ngọt bùi chốn nhân gian. Tân Sửu có thể thành khẩn thẳng thắn, không làm chuyện trái với lương tâm, không hổ thẹn với tâm mình, không vì tranh danh đoạt lợi mà gây thù chuốc oán, thì nhất định sẽ trở thành một lão niên hạnh phúc, an bình. Đối với Tân Sửu từ năm 64 tuổi, xin đừng chờ đợi cái gọi là thời cơ tốt nhất, nên nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi, muốn đi du lịch thì hãy đi du lịch, những chuyện muốn làm thì nên làm ngay tức khắc, đừng trì hoãn, dù bản mệnh là ai đi chăng nữa, thì cũng chỉ là hạt bụi trên đời, bản mệnh không cần phải theo đuổi danh vọng suốt đời, hãy dành thời gian và sức lực cho một cuộc sống tốt đẹp. Tân Sửu sẽ sống xứng đáng với cuộc sống ấy, và xứng đáng với chính bản thân mình, hạnh phúc thực sự không nằm trong mắt người khác, trong quá khứ và tương lai, mà là ở sâu thẳm trái tim Tân Sửu. Ngay giây phút hiện tại, hạnh phúc là do trái tim sinh ra, và cuộc sống là do bản thân tạo ra. Những người Tân Sửu từ năm 64 tuổi, hãy tự thiết kế cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình, thời gian luôn vô tình, không để con người, sẵn sàng tống khứ bất cứ một ai đến bờ vực của tuổi già. Không ít Tân Sửu từng phải thốt lên rằng, thời gian trôi nhanh quá, nó nhanh đến mức khiến bản mệnh cảm thấy nhiều việc xảy ra từ rất lâu, nhưng hệt như mới xảy ra hôm qua, và chỉ trong nháy mắt. Thời gian đã đưa Tân Sửu bước qua những giai đoạn quan trọng của nhân sinh lúc nào không hay, có thể là oanh liệt hiền hách, có thể là bình thản một thời, bất luận thế nào cũng đã là dĩ vãng. Đầu tiên, về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem tử vi chọn đời của người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, giai đoạn từ năm 64 đến 68 tuổi, người tuổi Tân Sửu có tài quan, lại được phúc tinh tử vi chiếu rọi, nên sẽ có đường công danh sự nghiệp vững vàng. Từ những năm 35 tuổi trở đi, tiền tài, sự nghiệp bắt đầu ổn định và vững chắc, càng về sau càng hanh thông hơn. Sự nghiệp của họ đi đôi với tiền bạc, nên sự nghiệp càng thăng hoa, họ càng giàu có, tiền bạc dồi dào, cả đời no ấm, không lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống an nhàn, cao sang quyền quý. Trong công việc, Tân Sửu là người chăm chỉ, cần cù, chịu khó, nhẫn nại, dù công việc có nhiều đến đâu họ cũng cố gắng hết mình, chính vì thế mà họ thường đạt được những mục tiêu đã đặt ra. Người tuổi Tân Sửu có chí tiến thủ và ham muốn lãnh đạo, nghị lực phi thường và tinh thần trách nhiệm cao, lại khiêm tốn, cẩn trọng nên gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Đây là con giáp có những nguyên tắc và thói quen rất đặc biệt, họ luôn mong muốn có cuộc sống ổn định và an toàn. Họ hy vọng mọi người xung quanh cũng tuân theo nguyên tắc và lắng nghe sự phân công của mình. Tình yêu gia đình sâu sắc, nhưng những kỳ vọng quá cao đối với người thân của họ sẽ khiến cho mọi người cảm thấy áp lực và mệt mỏi vì sự bảo thủ ngoan cố, cứng nhắc, độc đoán trong công việc mà Tân Sửu cũng gặp phải những khó khăn trong công việc. Thế nhưng, khi công việc gặp khó khăn, họ sẽ dũng cảm nhảy vào giải quyết, họ cũng luôn giữ được sự tỉnh táo trong mọi trường hợp, khả năng làm việc độc lập tốt, giúp họ hoàn toàn có thể dựa vào ý chí kiên định và tinh thần trách nhiệm, hy sinh hết mình để hoàn thành công việc được giao. Chính vì thế mà người tuổi này chỉ cần quyết tâm là sẽ có được thành công. Từ trung vận trở đi, khi đã có nhiều kinh nghiệm hơn và may mắn được quý nhân phù trợ, thường gặp hung hóa cát, nhờ thế mà sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào, gia đình hạnh phúc, có cuộc sống phú quý, giàu sang. Tuy thời trẻ gặp nhiều sóng gió, nhưng đều thuận lợi vượt qua, hậu vận tốt lành, an nhàn hưởng phúc. Đặc biệt từ 64 tuổi trở đi, được nghị hợp nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi Tân Sửu có cơ hội bước sang trang mới. Bản mệnh cần tự tin hơn để có thể nắm chắc các cơ hội xuất hiện trước mắt, khiến người khác phải nhìn bạn bằng con mắt khác xưa. Thời gian này, bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa, nên làm việc gì cũng có người giúp đỡ, chỉ điểm, làm ăn kinh doanh dễ vượng, doanh thu tăng vọt. Điều con giáp này cần khắc phục là tính hay lo nghĩ nhiều của mình. Dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy, bạn thường suy nghĩ quá bi quan. Khi đối diện với rắc rối bất ngờ, hãy tin tưởng vào bản thân nhiều hơn. Bạn vốn là người có tài, đừng vội vàng bỏ cuộc, hãy coi khó khăn là cơ hội rèn luyện bản thân, để mình ngày càng trở nên xuất sắc hơn. Về phương diện tài lộc của người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Theo tử vi dự báo, tài lộc của Tân Sửu khá tốt, tuy tiền vận không được giàu có, nhưng càng về sau thu nhập càng ổn định, có nhiều nguồn thu, tiền bạc dư giả. Nhờ vậy mà cuộc sống có phần lên cao, vấn đề tiền bạc về hậu vận không phải lo nghĩ gì, cuộc sống ấm no,
giàu sang phú quý, lại được con cháu hiếu thảo, phụng dưỡng. Người tuổi Tân Sửu ngay thẳng, thật thà, nên dễ bị lừa lọc trong chuyện tiền bạc, thiếu hiểu biết về kinh doanh, quan niệm kinh tế đơn giản, nên thường không có duyên với đại phú đại quý, song vẫn có cuộc sống sung túc, đầy đủ. Con giáp này nên tránh xa chốn cờ bạc, đỏ đen, nếu không sẽ có nguy cơ phá sản, trắng tay, nếu có cơ hội đầu tư, nên suy xét thật kỹ, cẩn trọng khi hành động, tốt nhất nên dùng tiền vào những việc rõ ràng. Người tuổi Tân Sửu thường sống khá tiết kiệm, dành dụng của nhà không ít, song đôi khi lại tiêu xài vô độ, vung tay quá chán, để rồi sau đó lại hối hận không thôi. Nếu có thể sửa được điểm này, thì tài lộc thênh thang, giàu sang phú quý, đặc biệt từ 64 tuổi trở đi, vận may tài lộc của Tân Sửu 1961 cũng sẽ được cải thiện đáng kể, nhất là đối với những người từng gặp khủng hoảng kinh tế, thì đây là thời điểm thuận lợi để thoát khỏi khốn cùng. Thu nhập của Tân Sửu rất tốt, sự vất vả của họ sẽ tỷ lệ thuận với thu nhập của họ. Nếu họ sẵn sàng dành nhiều thời gian và sức lực hơn, thì thu nhập của họ có thể tăng lên gấp đôi. Đồng thời, gia đình sẽ gặp một chút may mắn, nhưng tiền đề là hãy dành đủ thời gian và sức lực, nên tìm kiếm những cơ hội mới trong công việc. Đừng để bị hạn chế bởi những quy tắc và luật lệ, bạn phải làm những gì bạn muốn để không để lại hối tiếc cho bản thân, và nó cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho sự giàu có của bản mệnh. Đặc biệt, tài tinh mang tới cho những chú trâu không ít tin vui về tài chính. Trong giai đoạn này, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm được tiền bạc dựa vào chính sức mình. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán cũng đều có thu nhập tăng vọt. Việc kinh doanh buôn bán có dấu hiệu khởi phát, buôn bán tâm nập bơn hàng, lợi nhuận thu về vô cùng khả quan. Thậm chí các kế hoạch đầu tư làm ăn tưởng chừng thất bại trước đó nay cũng bắt đầu sinh lời, bản mệnh càng có cơ sở để tin tưởng vào quyết định của bản thân. Tuy nhiên, hung tinh dễ gây ra những chuyện bất ngờ, điển hình là có những chuyện nảy sinh bất ngờ trong cuộc sống, đòi hỏi phải dùng tiền mới có thể giải quyết được. Vì thế, tuổi Tân Sửu trong cuộc sống nên thận trọng với các chuyện làm ăn, đầu tư hoặc các vấn đề liên quan đến kiện tụng, vì một khi theo đến cùng thường không được lợi mà còn lỗ, tiêu hao tài sản, tiền bạc của chính mình. Để tài lộc luôn vượng phát, theo luận giải tử vi, trong vấn đề làm ăn, Tân Sửu nên lựa chọn những tuổi hợp với mình mà hợp tác thì không lo bị thất bại. Những tuổi này còn giúp bạn phát triển mạnh mẽ trong mọi khía cạnh của đời sống, ngoài vấn đề tiền bạc, công danh và sự nghiệp, có cơ hội hợp tác mạnh mẽ. Đó là những tuổi như Tân Sửu, Ất Tỵ, Bính Ngọ. Ba tuổi này đối với tuổi bạn rất tốt, tìm được ba tuổi này làm ăn, hồn hạp hay phát triển nghề nghiệp thì có nhiều may mắn, có cơ hội tạo được nhiều tiền của, sự nghiệp vững vàng, công danh thành đạt. Những tuổi đại kỵ với Tân Sửu, đó là những tuổi Tân Sửu, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Kỷ Dậu. Xét phương diện sức khỏe. Cuộc đời người tuổi Tân Sửu nam mạng được ông quan đế độ mạng ban cho thể lực tốt, nữ mạng được bà chúa tiên độ mạng ban cho sự an bình. Tuổi này có sức khỏe tốt, ăn uống ngon miệng, khả năng tiêu hóa và hấp thụ tốt. Nếu có thể ăn uống điều độ, giữ tinh thần thoải mái thì chắc chắn sẽ khỏe mạnh cường tráng, thọ lâu trăm tuổi. Tuy nhiên, người tuổi Tân Sửu mang mệnh thổ nên dễ mắc các vấn đề về đường ruột như đau dạ dày, viêm ruột, trong ngực dạ dày, loét dạ dày, nên hạn chế ăn đồ dầu mỡ, kích thích như cay, chua, cũng không nên ăn quá nhiều đường, nếu không sẽ dễ nhiễm bệnh, nên giữ nguyên tắc ăn đồ thanh đạm thì sẽ rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt từ 64 tuổi trở đi, những người tuổi Tân Sửu nên chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn, mặc dù bản mệnh thường có vẻ tràn đầy sức sống và năng lượng, nhưng xét cho cùng thì thời điểm này sắp bước vào hậu vận, trong cơ thể vẫn xảy ra một số vấn đề tiềm ẩn, ví dụ như các vấn đề về xương, khớp, huyết áp, tim mạch, tiểu đường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Vì vậy, nên phòng và chữa sớm, cùng với đó là thực hiện các bài tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn uống phù hợp và khám tổng quát định kỳ. Hơn nữa, giai đoạn cuộc đời này, bản mệnh hãy luôn lưu tâm để ý, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, dành thời gian bên gia đình, đi chơi, du lịch ngắn ngày, cũng giúp ích cho tinh thần thêm hưng phấn, giảm bớt căng thẳng, áp lực. Ngoài ra thì tập luyện một số môn thể thao cũng giúp sức khỏe luôn được duy trì. Tân Sửu hãy luôn nhớ rằng, có sức khỏe là có tất cả, để có thể sống lâu 100 tuổi, hưởng phúc bên con cháu. Xét phương diện tình cảm, gia đạo. Hầu hết nam giới tuổi Tân Sửu rất được nhiều phụ nữ ái mộ, cương nghị, quật cường, thích những cô gái dịu dàng và khéo léo. Trong tình yêu, đàn ông tuổi Tân Sửu có điểm yếu chí mạng, họ hay nghi ngờ, ghen tuông vô lý, khiến người yêu không ít lần buồn tủi vì mắc tiếng oan. Tuy nhiên, đây lại là người chồng mẫu mực, luôn quan tâm chăm sóc vợ con, không ngại làm việc nhà, khiến bạn đời luôn cảm thấy hạnh phúc, đủ đầy, song vì bản tính thận trọng, dè dặn, nên họ thường lập gia đình muộn.
Nữ giới tuổi Tân Sửu biết cách chăm sóc và xây dựng gia đình, họ luôn hết lòng vì gia đình. Tình yêu của tuổi Tân Sửu rất thực tế, không lãng mạn và ướt át. Trong tình yêu, họ rất ôn tồn và chịu đựng. Hôn nhân của tuổi Tân Sửu nữ mạng khá êm ấm, người tuổi Tân Sửu rất đào hoa. Vì vậy nên hạn chế các mối quan hệ quá thân thiết để tránh tình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng. Tân Sửu 1961 có gia đạo được êm ấm và hạnh phúc. Trong gia đình, mặc dù rất ít khi thể hiện tình cảm của mình qua lời nói, nhưng tuổi Tân Sửu luôn có những hành động yêu thương vô cùng ấm áp, ngọt ngào. Có đôi lúc họ trở nên nghiêm khắc, khiến không khí gia đình buồn chán, tẻ nhạt, nhưng cũng có đôi lúc họ đem lại niềm vui, tiếng cười cho căn nhà. Tuy nhiên, trong suốt cuộc đời cũng có lúc mâu thuẫn, trục trặc đôi chút, nhưng không vấn đề gì cả, rồi cũng trôi vào quá khứ. Về tương lai, cuộc sống yên bình, con cái thành đạt, hưởng phúc bên con cái về già. Trong 5 năm tới, đời Tân Sửu có 3 việc nếu không biết kiểm soát hoặc tránh được thì cố đến đâu cũng khó mà giàu sang hưởng phúc. Thứ nhất là không mù quáng kiếm tiền. Khi gặp phải thất bại thời điểm ban đầu ai cũng nản lòng, nên dễ sinh ra ý nghĩ tìm đến con đường làm giàu nhanh chóng. Sống ở đời, bản mệnh có một trái tim nhiệt huyết là vô cùng tốt, nhưng khi rơi vào nghèo khó túng thiếu nhất định đừng làm việc này, đừng bao giờ mù quáng kiếm tiền, nhất là những người rơi vào nghèo khó, bởi khi ấy bản mệnh dễ có tâm lý mặc kệ rủi ro, bất chấp tất cả để làm giàu. Những thị trường thay đổi không ngừng nghỉ, nếu mù quáng chạy theo mà không suy xét cẩn thận thì dễ mất cả trí lẫn trải. Thứ hai là giàu trong một sớm một chiều. Khi nghèo người ta chỉ nghĩ đến việc kiếm thật nhiều tiền, thậm chí khát vọng giàu thật nhanh. Trên thế giới này đúng là có những người giàu trong tích tắc, nhưng họ đều là những người xuất chúng. Nếu bản mệnh không có tư duy, kế hoạch như họ thì khó mà giàu nhanh được. Thế nên đừng nhìn người khác rồi áp dụng vào mình, bởi họ giỏi họ thành công không có nghĩa bản mệnh học theo y chang cũng sẽ được như vậy. Thứ ba là những công việc có lợi nhuận cao ngất ngưởng. Người ta vẫn nói lợi nhuận cao đi kèm với rủi ro cao. Những người nghèo ít vốn, nếu chạy theo kiểu kinh doanh này thì chắc chắn sẽ mất hết tất cả. Cổ nhân dạy có đức mặc sức mà hưởng, tiền tài phúc phận ở kiếp này đều là do đức của tiền kiếp. Hãy cứ chân chính mà làm ăn, giàu nhanh, giàu bằng những đồng tiền không chính đáng trong sạch thì sớm muộn gì cũng mất hết mà thôi. Thứ tư là không tranh giành được mất. Nhiều người thành công chia sẻ rằng trong quá khứ họ ngỗ ngược, ngông cuồng, luôn giành phần thắng, phần hơn về mình. Nguyên nhân một phần vì tuổi trẻ nông nổi, chưa hiểu chuyện. Chỉ khi tuổi đã cao họ mới nhận ra rằng tranh giành được mất quả là vô nghĩa. Vì cuộc sống trải qua nhiều thăng trầm, cho họ biết rằng đáng quý nhất đó là sự an yên trong lòng, chứ không phải là cố gắng có nhiều vật chất, danh vọng hơn. Lời Phật dạy về hơn thua đã chỉ ra rằng con người cố gắng ganh đua, đấu đá, hãm hại lẫn nhau chỉ khiến chúng ta hao tâm tổn trí, cuối cùng chết đi cũng là cát bụi, đâu ai có thể mang theo được gì. Sự thật là trong cuộc sống này không phải là người luôn đúng, luôn khôn ngoan thì gặp may. Ngược lại có những người được xem là khờ, là dại, còn chẳng cần tính toán gì, nhưng cuối cùng lại được hưởng lợi. Thế nên mới có câu, thánh nhân đãi kẻ khủ khờ là vậy, tranh giành chỉ là thái độ của người không hiểu chuyện, họ không biết đâu là lẽ sống của cuộc đời, cứ tưởng càng nhiều càng tốt. Thế nên trong cuộc đời này, làm gì cũng cố gắng hết sức, dù kết quả có không được như ý, thì cũng cảm thấy vui vì nỗ lực của bản thân, chẳng có gì để hối tiếc cả. Cuộc đời chẳng ai lường trước hết được có những gì sẽ xảy ra, thế nên cố gắng tránh 4 điều đại kỵ này, để cuộc sống luôn an vui trong bất cứ hoàn cảnh nào bản mệnh nhé. Ngay bây giờ, không để cho quý khán giả phải đợi thêm nữa, Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả cùng theo dõi luận giải vận trình tử vi chi tiết theo từng tháng sinh âm lịch của người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, vận trình cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961 sinh vào tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tức là tháng riêng, người này ôm trong mình hoài bão, là người có nhiều lý tưởng, cũng có tài năng hơn người, nhưng không tìm được cơ hội để thể hiện. Họ là mẫu người có tài mà không có đất để dụng võ, không có người hỗ trợ, họ phải đơn thương độc mã, gây dựng mọi thứ bằng chính hai bàn tay trắng, vì thế mà khó nên đại nghiệp. Sinh vào tháng này trong năm, dù là nam mệnh hay nữ mệnh, thì đều không đặt nặng vấn đề lập gia đình, đa phần đều kết hôn rất muộn. Người này là người có ý chí, có hoài bão, có thể thành công, họ thương người, hay nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh phúc, vận gia đình không nhiều, dễ gặp phải chuyện phiền phức, công việc gặp nhiều trắc trở. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961 sinh vào tháng 2 âm lịch. Người này có ý chí hơn người, văn võ song toàn, có thể thăng tiến cao. Họ tự tin vào bản thân mình, luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan, song đôi khi có phần cố chấp, không chịu nghe theo ý kiến bất cứ ai. Có điều, sự thành công là tấm huy chương để đảm bảo cho người tuổi này giúp họ giành được lòng tin và sự ngưỡng mộ của người xung quanh. Sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió,
ta lục ùm ùm kéo tới không ngừng, cả đời vinh hoa phú quý, con cháu đầy đàn, là mẫu người danh lợi song toàn, đại phú đại quý. Cuộc đời của người này có mệnh quý nhân, tài lộc dư dôi, có cơ may làm nên đại nghiệp, công thành danh toại, đức cao vọng trọng, địa vị cao sang, được nhiều người kính, có quyền có thế. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961, sinh vào tháng 3 âm lịch. Người này sự nghiệp được quý nhân nâng đỡ nên vô cùng thuận lợi, mưu sự tất thành, công việc suôn sẻ, cơ hội thăng tiến đến không ngừng, địa vị cũng theo đó mà lên cao mãi, thăng quan, tiến chức, không phải chuyện gì quá xa xôi, đa phần người này đều làm nên việc lớn, vang danh bốn bể. Người này được hưởng phúc khí thông minh, đỉnh ngộ, có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, công danh vinh lợi đủ đầy, sự nghiệp nhẹ bước lên mây. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961, sinh vào tháng 4 âm lịch. Người này có thể nói vận số cực kỳ tốt, công danh lợi lộc không thiếu thứ gì, được muôn người trọng vọng, kính nể, họ là người có chí lớn, tài hoa xuất sắc hơn người. Người này sức khỏe tốt, tinh lực dồi dào, tính cách cương trực, thẳng thắn, ghét sự xấu xa, giả dối. Người này phần lớn thích hợp theo nghiệp quan trường, có thể vì quốc gia mà hy sinh thân mình làm nên nghiệp lớn. Người này khí chất hơn người, công danh sự nghiệp thành công, tài lộc dồi dào, gia nghiệp vững vàng, đức cao vọng trọng, thông minh tài giỏi, quyền lực nắm trong tay. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961, sinh vào tháng 5 âm lịch. Người này là bậc kỳ tài, họ có nhân duyên tốt, các mối quan hệ xã giao cực kỳ thuận lợi, giúp ít nhiều cho cả công việc và cuộc sống, là người có tài lãnh đạo, có thể thống soái vạn người. Tuy nhiên, tính tình có phần cổ quái, lại nóng nảy, dễ tức giận, độc đoán, chuyên quyền, luôn làm theo ý mình. Nếu không tu tâm dưỡng tính, thay đổi bản thân, thì con đường phía trước khó tránh khỏi trắc trở, muộn phiền. Số mệnh phú quý, người này đường tài lộc hanh thông, tiền bạc trong nhà chất cao như núi, danh tiếng lẫy lừng khắp núi sông, là nhân tài trụ cột quốc gia. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961, sinh vào tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch, đúng khi tiết trời bắt đầu nóng bức, người này tài hoa hơn người, nhưng lại chẳng được may mắn, luôn lỡ mất cơ hội chạm tay vào thành công, cha mẹ, anh em không giúp đỡ được nhiều. Tuy học hành giỏi giang, thông minh, lanh lợi, nhưng lại chẳng được thần may mắn đoái thương. Nếu đi theo con đường kinh doanh, tài lộc bất ổn, khi thăng, khi trầm, lên xuống bất định. Tuy không lo chuyện cơm áo, nhưng sự nghiệp khó bề phát triển, kể cả có thăng tiến, thì cũng không giữ được phong độ lâu dài. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961, sinh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là thiết lập thu, người này thông minh, đỉnh ngộ, lo sự chu toàn, dũng khí hơn người, biết lượng sức mình, tiến thoái có chừng mực, bất cứ trong chuyện gì, người này cũng đều cẩn trọng, nên kẻ tiểu nhân sẽ không có cơ hội để hãm hại. Người này cuộc đời hạnh phúc, thành công, tại đức song hành, trí tuệ hơn người, họ may mắn được anh em, bạn bè giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều, cũng là người vượn vận quý nhân, đường sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, chỉ cần đề ra mục tiêu là nhất định sẽ đạt được. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961, sinh vào tháng 8 âm lịch. Người này tư chất hơn người, vẻ ngoài nho nhã, điềm tĩnh, có sức hút rất lớn với người khác phái. Người này tài năng xuất chúng, tính tình hiền hòa, cư xử có chừng có mực, được nhiều người yêu mến và kính nể. Họ thấy gần gũi với thiên nhiên, đam mê xê dịch, yêu du lịch, chỉ hướng cao xa, tham vọng to lớn. Bản thân người này có thể nhờ học hành mà ghi danh bảng vàng, thành danh rực rỡ, có lộc về đường quan chức, được quý nhân phò trợ. Những chú trâu này gặp hung hóa cát, dù làm chuyện gì cũng đều có thể thành công. Ta lộc ầm ầm kéo tới, cả đời được hưởng bình an, phúc lộc tự nhiên mà có. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961, sinh vào tháng 9 âm lịch. Người này tính tình ôn hòa, nho nhã, hiền lành, đôn hậu. Tuy nhiên cũng có lúc người này có phần cố chấp, ngang ngạnh, song vẫn kiểm soát được bản thân, khí chất bộc lộ ra ngoài, thể hiện tài trí hơn người, khiến những kẻ xung quanh đều phải kinh ngạc. Người này dũng cảm đối đầu với khó khăn, không lùi bước trước trở ngại, lại được quý nhân giúp đỡ khá nhiều, nên cuộc đời nhiều phần suôn sẻ, dù có thất bại, nhưng họ cũng không lùi bước, mà kiên trì nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, nên tài lộc đủ đầy, hạnh phúc ngập tràn. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961, sinh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết lập đông, người này không cần vất vả quá nhiều, vì có tài năng bất phàm, nên vẫn có được thành công. Tuy nhiên, ý chí người này không cao, sợ khó, sợ khổ, sợ thất bại, nên không chịu vấn thân tiến bước. Cuộc đời an phận thủ thường, không màng danh lợi, không cần sự nghiệp cao xa, không thèm chức cao vọng trọng. Đây là người điển hình của mỗi người, thích những gì an toàn và ổn định. Họ tin vào ông trời sắp đặt,
chấp nhận số phận dành cho mình những gì thì yêu lấy điều đó, không giành giật, cũng không ganh tị với ai. Tính cách của họ có phần cô độc, thích sống một mình, không muốn hòa mình với đám đông, cũng khó thích nghi với cuộc sống tập thể. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961, sinh vào tháng 11 âm lịch. Người này có tài hoa xuất chúng, ôm nhiều lý tưởng và hoài bão, trong cuộc đời thiếu may mắn, không có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình. Khi có cơ hội, không phải không biết nắm bắt, mà do có kẻ xấu rình rập, hãm hại, làm lỡ mất thời cơ, nên đành ôm hận. Họ là người quảng giao, có nhiều bạn bè, sống có kế hoạch, làm gì cũng theo sắp đặt trước. Họ quan niệm rằng, chỉ có như vậy mới có thể thành công. Song với người này, chỉ có kế hoạch không vẫn chưa phải là mấu chốt để giải quyết vấn đề, mà bản thân họ phải rèn luyện ý chí cho mình, kiên cường, dám đương đầu với thử thách, dám nghĩ, dám làm, có vậy thì thành công sẽ tới nhanh. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961, sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch trùng với tiết Tiểu Hàn, người này phải chịu nhiều khó khăn, vất vả, song mãi mà không có được thành công. Tuy tài năng chẳng kém ai, nhưng sinh không gặp thời, tâm cao hơn trời, nhưng mệnh mỏng, phúc mỏng, không được như ý muốn, không được anh em, bạn bè giúp đỡ, cũng chẳng được quý nhân tương trợ, sự nghiệp bước đầu khởi động chậm chạp, cũng không thu hoạch được gì nhiều. Con giáp sinh vào tháng 12 âm lịch nên giữ cho mình ý chí kiên cường, không dễ dàng sụp đổ trước khó khăn, năng kết giao với những người tài năng, sống khiêm nhường và ham học hỏi, có thế sự nghiệp mới có cơ may thành công. Quý vị thân mến, tiếp sau đây, Tân Sửu phải sống thế nào khi đã bước qua 1/2 cuộc đời và đặt chân sang nửa đời còn lại? Đề tài này nghe có vẻ nặng nề, nhưng là thực tế mà ai rồi cũng phải đối mặt. Do đó khi đã bước qua tuổi 63, Tân Sửu cần xác định và thực hiện 4 việc sau đây để cuộc sống trong những ngày sau được bình thản, tự tại. 1. Đầu tiên phải xác định có một tổ ấm. Một khi có rồi tuyệt đối không được phép để mất. Nếu bạn đời của Tân Sửu còn cần càng phải nâng niu trân trọng. Rất nhiều người thường không biết trân trọng người thân, đến khi người không còn nữa mới hối hận tiếc nuối, lúc đó đã quá muộn. 2. Cần phải có một cơ thể khỏe mạnh. Cần phải chăm sóc thật tốt sức khỏe bản thân, duy trì một tâm thái ổn định, mỗi ngày đều cần phải sống thật vui vẻ, yêu đời. 3. Con cái có năng lực. Người làm cha mẹ nên mừng cho con, không nên từ chối sự trợ cấp của con cái dành cho mình, cũng không nên cự tuyệt lòng hiếu thảo của chúng, nhưng cần phải nhớ, đi hết nửa cuộc đời, thân làm cha mẹ luôn cần phải độc lập, dựa vào chính mình, tự sắp xếp cuộc sống của chính mình chứ không nên phụ thuộc vào con cái, như thế mới tự do, tự tại, lại tránh được áp lực cho con. 4. Trong phương diện sinh hoạt hàng ngày, Tân Sửu hãy sống thật thoải mái, muốn ăn gì thì ăn, muốn mặc đẹp một chút cũng nên thoải mái mặc đẹp, thích gặp gỡ bạn bè thì đi gặp, đừng quá hà khắc với bản thân, để bó hẹp mọi chuyện. Đi hết nửa cuộc đời, có lẽ những cay đắng ngọt bùi trên đời Tân Sửu đều đã nếm trải, vì thế trên nửa chặng đường còn lại, Tân Sửu nên bước đi một cách thản nhiên. Tân Sửu ngay cả khi đã về già, người đáng trông cậy nhất cũng chỉ là chính mình mà thôi. Vì thế tín trụ cũng nên chuẩn bị trước cho chặng đường về sau. Con cái đối xử tốt với Tân Sửu đó là phúc lớn, không nên từ chối sự báo đáp đó. Trong trăm việc thiện chữ hiếu đứng đầu, con cái hiếu thảo với cha mẹ. Điều đó cho thấy cả đời Tân Sửu hy sinh dạy dỗ con cái không hề phí hoài công sức. Nhưng dù cho con cái đối xử tốt với mình thế nào đi nữa, bản mệnh cũng vẫn phải nhớ cuộc đời về sau của mình, vẫn phải dựa vào chính mình, không được khiến bản thân ấm ức. Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua, trong guồng quay vô tình đó, việc của Tân Sửu phải làm là sống và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn, để sau cho vui vẻ và thoải mái nhất là được. Muốn đi chơi hãy đi chơi, muốn gặp bạn bè hãy hẹn gặp, muốn làm gì hãy làm ngay, đừng chờ đợi, đừng trì hoãn. Qua tuổi 63 trên nửa đường còn lại của cuộc đời, hãy đối xử thật tốt với bản thân. Một đời khổ sở kiếm tiền, đến cuối cùng lại không có sự tính toán, chuẩn bị tốt cho mình, bản thân sẽ thiệt thòi. Vì thế, Tân Sửu hãy sống tốt và chuẩn bị tốt nhất cho chính mình để nghênh đón tuổi già, nghĩ đơn giản hơn, sống vui vẻ hơn, để đến cuối cùng Tân Sửu sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận. Quý vị thân mến, phước vô hình nhưng luôn che chở khi gặp hoạn nạn, phước cũng giống như tiền tiết kiệm để dành hàng ngày. Khi gặp tai nạn hoặc lâm nguy, bạn luôn có sẵn để dùng. Khi làm các việc thiện sự nên hồi hướng công đức phước báu. Phước phải do chính mình tạo nên, chứ không phải cầu mà có. Làm phước thì được phước, cầu phước thì không có phước. Nếu bình thường bạn không biết tạo phước, giúp đỡ người nghèo khổ, hoạn nạn, phóng sanh cứu vật, cúng dường tam bảo, hiếu thảo với cha mẹ, không biết tiếc phước tiêu dùng mua sắm lãng phí, ăn uống vô độ, không phụng dưỡng tứ thân phụ mẫu, sân si thù hận, thì khi gặp nạn tai có cầu xin van vái khắp nơi cũng không có người giúp. Chính vì vậy,
đừng coi thường việc gieo phước hàng ngày. Người có phước đừng hoang phí, bởi phước hết thì họa sẽ sinh. Được ăn ngon, được mặc đẹp chính là một người có phước. Thấy ai mà xinh đẹp là biết người ta có phước. Ai đang sống giàu có hạnh phúc là người đó có phước. Ai đang có chức quyền người đó cũng có phước. Ai con cháu giỏi giang thành đạt cũng do có phước. Ai đang được cung phụng ăn ngon mặc đẹp xe sang cũng do có phước. Nhưng tất cả những ai đang có phước xin hãy giữ gìn và tiết kiệm. Đừng hưởng thụ hoang phí phước. Hãy để lại phước cho ngày mai ngày kia nữa. Chơi bời thâu đêm suốt sáng, dắt vàng ngọc lên người quá mức là hình thức đem phúc đức trong tài khoản ra xài một cách vô tội vạ mà không giúp được gì cho bản thân. Phước mà hưởng hết còn đáng sợ hơn là tiền trong tài khoản hết. Bởi phước hết thì họa sinh, bệnh tật, tai ương, xui xẻo sẽ kéo đến. Không phải độc ác hay hại người mới tổn phước. Chỉ cần hưởng thụ quá mức, vô ơn không biết ơn người cho bạn sự hưởng thụ đó, mà cứ sống như đó là sự hiển nhiên mình được thì cũng sẽ không có hậu về sau. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.